Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở chapter 1103 trước đó, chúng ta đã biết vì sao Bonnie sở hữu năng lực trái quỷ. Đó là vì Satan đã tiêm một loại chất lỏng vào bên trong cơ thể của Ginny để làm thí nghiệm, mà hậu quả là những đứa trẻ như Bonnie phải gánh chịu. Để rồi cuối chapter, khi Bonnie sắp bị Satan xử tử, thì Kuma đã ngay lập tức xuất hiện và giải cứu, đồng thời tung ra một cú đấm về phía viện Lotan này. Và ở chapter 1104 mới nhất này là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó, thậm chí là nó còn hay và kịch tính hơn chapter 1103 nữa. Khi Thánh Satan cũng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh ma thuật của mình, cùng với đó là sự mất tích bí ẩn của Luffy. Và cho nên trong video hôm nay, tôi cho nói lên tất cả những suy nghĩ của mình về nội dung của One Piece Chapter 1104. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mở đầu chapter là một sự nối tiếp. Trong khi tung ra cú đấm về phía Satan, chúng ta đến với một số chuyện đã xảy ra với Kuma trong quá khứ. Đó là khi một thằng nhóc mang trong mình dòng máu của chủng tộc Virginia trở thành nô lệ tại thánh địa Marizoy, hay sau đó nữa là những câu chuyện bi thương về Ginny. Và theo tôi, tất cả những khung tranh này như muốn chúng ta hiểu được Satan xứng đáng nhận lấy cú đấm này của Kuma. Thằng nhóc Virginia, số phận của mày là phải trở thành và chết như một cuộc đời của một nô lệ. Dẫu vậy thì Satan đã bị sốc sau khi nhìn thấy Kuma xuất hiện ở đây, và mọi chuyện đều có lý do của nó. Theo đó thì vài ngày trước, Satan đã kích hoạt công tác tự hủy trên cơ thể của Kuma sau khi Sabo cùng với những chiếc quy quân cách mạng tấn công vào thánh địa Marizoy và giải cứu Kuma thành công. Tuy nhiên, hiện tại thì không biết lý do vì sao Kuma lại xuất hiện ở đây. Và hành động này đã khiến Vekabin vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó Satan đã ra lệnh cài đặt cơ chế tự hủy trên cơ thể của Kuma nhằm đề phòng Kuma không thực hiện đúng giao kèo. Dẫu vậy thì người đã phá vỡ giao kèo chính là Satan sau khi Kuma được quân cách mạng giải cứu. Và cũng thông qua chi tiết này, nó cho thấy chính quyền thế giới thật sự rất sợ chủng tộc Buccaneer. Để rồi sau đó là toàn cảnh cú đấm của Kuma. Chúng ta thấy Kuma đã cường hóa Haki vũ trang vào cánh tay của mình và tung ra một cú đấm rất mạnh về phía người lỗ tinh Satan. Có lẽ bao nhiêu sự căm phẫn dồn nén Kuma đặt hết vào cú đấm này. Và hậu quả là Satan đã bị đánh bay xuyên qua hòn đảo, chỉ dừng lại khi chạm với một số tòa nhà lớn và bị nó đè lên. Đòn tấn công đã khiến những người lính hải quân vô cùng bất ngờ và sốc, đặc biệt là những người chứng kiến trực tiếp đòn tấn công này. Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy? Là do Kuma gây ra sao? Hắn là đấm vỡ mặt một người lỗ tinh, một trong số 5 vị lãnh tụ của chính quyền thế giới. Mau đi giải cứu Satan ngay, ngày ấy đang bị chung vùi dưới đống đổ nát. Một tên nô lệ như Kuma lại dám đấm vỡ mặt một trong số những người đứng đầu chính quyền thế giới, và đây chắc chắn sẽ là một biến cố chấn động trong lịch sử. Và nhìn vào cú đấm này của Kuma, nó làm tôi nhớ đến cú đấm mà Luffy dành cho Thánh Chalot tại quần đảo Sabaody 2 năm trước. Dù thời điểm và hoàn cảnh là khác nhau, nhưng chung quy lại thì đây là điều cấm kỵ của thế giới. Mà theo lời Kuma đã nói tại quần đảo Sabaody 2 năm trước thì chưa từng có cái nào ra tay nhanh và dứt khoát như vậy trong suốt hàng thế kỷ qua, bởi nó được cho là phản loạn. Quay trở lại với những diễn biến của chapter, theo đó thì sau khi Satan bị Kuma đấm, thì Vegapunk, Sanji, Franky và bên 05 Atlas đã có thể di chuyển và cử động trở lại bình thường. Thông qua chi tiết này thì chúng ta đã có thể hình dung ra được cách vận hành sức mạnh năng lực trác quỷ của Satan. Còn chi tiết như thế nào thì chút nữa tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì chúng ta đến với những bất ngờ của Vegapunk dành cho Kuma. Theo đó thì mặc dù công tác tự hủy đã được kích hoạt, nhưng Kuma vẫn có thể hoạt động giống như một người bình thường. Và nếu xét về khía cạnh khoa học thì đây là một điều phi lý. Kuma vẫn còn ý chí để hoạt động. Bởi trước đó, sau khi Vegapunk kích hoạt công tắc dừng hẳn, thì đáng lẽ ra Kuma sẽ không còn ý chí và nghe thêm một mệnh lệnh nào nữa. Và để từ đây, Vegapunk đã có thể hình dung ra được đặc điểm và đặc thù của chủng tộc Buccaneer. Đó là không phải nằm về sức mạnh thể chất, mà là vì một thứ gì đó khiến chính quyền thế giới lo sợ. Và bằng chứng rõ nét nhất chính là việc Satan đã phải bật công tắc tự hủy sau khi Kuma được Sabo cùng với những chiến quyền quân cách mạng giải cứu thành công. Tuy nhiên, điều mà tôi quan tâm chính là biểu cảm này của Doroku Jiru. Giờ thì mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Theo tôi, câu nói này của Doroku Jiru ám chỉ mọi việc giờ đây đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khi một ngũ lão tinh như Satan đã bị đánh trọng thương, sự việc này đã còn nghiêm trọng hơn sự việc Luffy đấm Thánh Chalot tại Sabaody nữa. Còn về phần Luffy đã biến mất sau khi ăn hết số thức ăn được ai đó mang đến, vậy theo các bạn thì Luffy đã làm gì và đang ở đâu? Còn đối với tôi thì tôi cho rằng sự mất tích này của Luffy có liên quan đến người đã đem thức ăn cho Luffy, và người đó không ai khác chính là Caribou. Đồng thời với khả năng bùng lại của mình, chắc có thể Caribou đã đưa Luffy vào bên trong cơ thể vô hạn của mình. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cảnh Kuma và Bonnie. Theo đó thì sau khi tấn công Satan thì Kuma đã ôm lấy Bonnie vào trong lòng, một cái ôm đầu tiên sau 3 năm xa cách. Để rồi sau đó Bonnie đã nói những lời cảm ơn của mình dành cho Kuma, một lời cảm ơn trực tiếp. Cảm ơn cha, con đã thấy được tất cả những ký ức của cha rồi. Mẹ đúng là một người tuyệt vời nhỉ. Một lần nữa, cảm ơn cha và những lá thư mà cha đã gửi cho con. Nó đã khiến con hạnh phúc vô cùng. Dù họ có gọi cha là bạo chúa đi chăng nữa thì với con, cha là người nhân hậu nhất trong số những người nhân hậu, ngầu nhất trong số những người ngầu, không ai bằng. Và tình cảm mà con gái dành cho cha là như thế đấy, tuyệt vời lắm Bonnie. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn khi Satan đã quay trở lại từ đống đổ nát.
Chúng ta thấy viên ngôi lỗ tên này đã bị mất đi một cánh tay và gãy một cái sừng bên trái. Cùng với đó là những tia sắc đen bắt đầu xuất hiện. Này, Vekabin, ta cần một lời giải thích. Liệu đây có phải là tác phẩm của người không? Và sau khi nghe xong những lời chất vấn của Satan, thì Vekabin đã trả lời một cách đầy châm biếm. Dù có hơi lãng mạn, nhưng ta cho rằng đây là sức mạnh của tình yêu đấy. Satan ngay lập tức đáp trả. Ra thế, vậy thì xin vĩnh biệt những quý ông sống tình cảm. Vừa nói, Satan vừa hồi phục vết thương một cách nhanh chóng. Và tôi đặc biệt chú ý đến khung tranh này của chapter. Bằng sức mạnh ma thuật của mình, Satan đã hồi phục cánh tay vào chiếc sừng bị gãy của mình. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy đây là những tia sắc đen đặc trưng của ma thuật. Và bạn thấy gì không, những tia sắc đen hình hoa vàng này cũng đã xuất hiện ở chapter 1083 khi nhà cách mạng Aragorn nói về những thánh hiệp sĩ. Điều này có nghĩa phải chăng những thánh hiệp sĩ cũng có sở hữu năng lực trắc quỷ hệ John thần thoại như Satan? Chắc có thể, bởi với Oda thì không có một chi tiết nào là dư thừa cả. Ngoài ra tôi còn cho rằng sức mạnh của Satan có liên quan đến thời gian, mà cụ thể ở đây là thằng thời gian Cronus. Đây là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Theo đó thì thằng Cronus là con út của vị thần Uranus và thằng Gaia, đồng thời cũng là một trong số 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Và Satan trong thần thoại La Mã cũng được xem là tương đương với thằng Cronus. Rất thú vị. Theo tôi, sức mạnh của Satan không phải là tự chữa lành vết thương, mà nó chỉ là việc đảo ngược thời gian, tức là quay ngược thời gian trở về trước. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy vết thương của Satan đã hồi phục một cách từ từ và không hoàn chỉnh. Và nó cũng giải thích lý do vì sao bọn này đã không thể tác động tự tác lên cơ thể của Satan, bởi vì ngôi lỗ tên này đã quay ngược thời gian trở về trước, tức là sức mạnh của bọn này hoàn toàn bị khắc chế với sức mạnh của Satan. Và điều này cũng giải thích lý do vì sao Frankie và Sanji đã không thể di chuyển, bởi Satan đã dừng thời gian khiến họ không thể nào di chuyển được, mặc dù có thể nhận thức được tất cả mọi thứ. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến của chapter. Theo đó thì Satan đã tấn công Kuma, nhưng Sanji đã ngay lập tức tung ra một cú đá làm chạy hướng đòn tấn công của vị ngôi lỗ tên này. Dừng lại, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương Bonnie thêm một lần nào nữa. Và tôi cho rằng kể từ giây phút này thì Sanji sẽ là người bảo vệ cho Bonnie. Trong khi đó thì Franky cũng đã bắt đầu tấn công Satan bằng chiêu thức Radical Beam, chiêu thức mà Franky dùng để đánh bại Sasaki tại Wano. Bọn ta nợ Kuma một ân tình lớn. Và đòn tấn công của Franky đã đâm xuyên qua cơ thể của Satan. Giống vậy thì Đô đốc Kijado đã ngay lập tức xuất hiện và tấn công Franky bằng một cú đá ánh sáng. Nào, hãy cho ta xem sự trưởng thành đó như thế nào đây. Và đòn tấn công này đã khiến Franky bay đi. Còn Kuma thì ngưng hoạt động và được bên công năm Atlas đưa lên labo nơi tập trung của bang hải tặc của Rome. Còn ở bên dưới, Satan và Đô đốc Kijado đã bắt đầu hiện tốc. Giờ thì có thêm Kuma gia nhập cuộc chơi nữa. Ông có đồng ý là trận chiến này là nơi quy tụ rất nhiều anh tài không? Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dứt điểm. Và sau khi nghe thấy những lời nói này của Đô đốc Kijado, Vekabin đã mắng vị Đô đốc này một cách thậm tệ. Cậu đúng là một người hết sức đáng thương đấy, Kijado. Trái tim của cậu sắp chịu đựng hết nổi rồi đúng không? Chúng ta thấy Đô đốc Kijado đáp trả Vekabin với một vẻ mặt vô cùng buồn bã và nói: có lẽ tôi đã mang thêm một chiếc kính có màu tối hơn. Còn để làm vậy thì chắc có lẽ Đô đốc Kijado không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình. Bởi chỉ mới vài phút trước, Kijado còn lo lắng cho Bonnie và Santomaru. Vậy theo các bạn thì Đô đốc Kijado sẽ có những hành động gì tiếp theo đây? Thủ tiêu Vekabin và Bonnie hay sẽ đi tìm và giết Luffy? Có lẽ một vài chapter nữa chúng ta sẽ rõ. Và tôi sẽ đặc biệt chú ý đến những hành động của vị Đô đốc này ở những chapter tiếp theo. Và cũng sau câu nói của Đô đốc Kijado thì Satan đã bắt đầu triệu tập Bertoko, nhân danh thẩm quyền của chính quyền thế giới. Tôi tuyên bố hòn đảo này sẽ là mối đe dọa của thế giới. Nhân danh công lý, hãy biến tất cả thành tro bụi. Một tên phản bội dám cho mũi vào những bí mật bị nghiêm cấm. Một kẻ duy nhất còn sót lại của chúng tộc Buccaneer đã bị diệt vong. Và cuối cùng là một tên hải tặc đã thức tỉnh sức mạnh của một vị thần cổ đại. Và cho nên hòn đảo này xứng đáng bị diệt vong. Và tôi có liên tưởng rằng những gì mà Satan nói đều có liên quan đến tro bụi, kẻ thù không đội trời chung của chính quyền thế giới. Và tro bụi là một người mang trong mình dòng máu của chúng tộc Buccaneer, cũng như thức tỉnh được sức mạnh của một vị thần là Nika. Và cho nên chắc có thể trong một vài chapter tiếp theo, thông qua Satan, chúng ta sẽ biết được thêm nhiều thông tin hơn nữa về tro bụi. Rất có thể. Trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về One Piece chapter 1104. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.